Trong trận đua khốc liệt với lịch thi đấu dày đặc, Manchester City cho thấy vì sao họ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Chiến thắng 1-0 trước đối thủ trực tiếp Chelsea ở vòng đấu trước đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của Man Xanh lên con số 8. Hơn thế đã trải qua 12 trận đấu ở Premier League, chưa có đối thủ nào có thể giành được một điểm từ tay của The Citizen. Chính phong độ đỉnh cao đã giúp Man City độc chiếm ngôi đầu giải quốc nội với 56 điểm hơn đội xếp sau là Liverpool tới 11 điểm. Lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola có thể tự tin tập trung cho những mục tiêu khác và trước mắt là đấu trường Champions League. Bên kia sân thì Southampton đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua. Thất bại ở vòng đấu gần nhất trên sân Wolves, dù đã cắt đứt chuỗi 5 trận bất bại của Southampton, nhưng nỗ lực trước đó cũng đã giúp thầy trò hai sân hút vươn lên trên giữa bảng xếp hạng. Phong độ cao của hàng công đã giúp Southampton liên tiếp ghi bàn ở 6 vòng đấu đã qua, nhưng những thiếu hụt nơi hàng phòng ngự cũng sẽ khiến đội bóng này phải hoàn toàn tập trung trước sức ép khủng khiếp sẽ đến từ Man City. Sự vắng mặt của Genepo và Livramento đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng phòng ngự của Southampton và trận thua trước Wolves chính là bằng chứng rõ nét. Trong khi đó, hàng công của đội chủ nhà đã có 3 cái tên có thể mong chờ. Tân binh Broza có 5 bàn thắng. Tiếp theo là hai cái tên quen thuộc Che Adam và Watt Rose cũng đã có 5 lần lập công ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Man City sẽ vắng Red Mahrez khi tiền vệ này phải trở về đội tuyển Algeria thi đấu cúp châu Phi. Tuy nhiên, đây là điều không quá đáng lo với huấn luyện viên Pep Guardiola, bởi với khả năng xoay tua đội hình đã thành thương hiệu thì ông thầy người Tây Ban Nha vẫn đang đưa Man City bay cao trên bảng xếp hạng. Man xanh đã thắng 3 trên 5 lần đối đầu gần nhất với Southampton, nhưng ở trận lượt đi mùa này thì họ phải chấp nhận kết quả hòa không đều ngay trên sân Etihad. Nếu xét về phong độ rõ ràng đội khách đang khiến tất cả phải ngả mũ khi đã thắng 8 trận liên tiếp, trong khi đó Southampton đã nhận thất bại một trên 5 trận đấu gần đây. Ở trận này Man City chấp Southampton 1 3/4. Với phong độ hủy diệt trong thời gian qua sẽ không khó để Man xanh giành chiến thắng ở trận đấu này. Southampton lại đang có những thiếu hụt quan trọng ở hàng phòng ngự và rất có thể họ sẽ mất quyền kiểm soát vào tay đội khách. Có thể lựa chọn cửa trên dù kèo chấp này là hơi cao. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 1/4 đã có 4 trên 5 lần gặp nhất giữa hai đội khép lại với tổng tỷ số dưới 3 bàn. Điều này cho thấy Southampton luôn là cái tên rất khó chịu với Man City. Có thể thầy trò Guardiola sẽ thắng nhưng cách biệt không nhiều. Thêm vào đó lịch thi đấu dày đặc cũng sẽ có ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ và lựa chọn xỉu ở trận này sẽ là hợp lý. Dự đoán của thể thao văn hóa Man City vượt qua Southampton với tỷ số 2-0.